Lãnh đạo quyền Cần Đức cùng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thuộc mới của quyền đã có buổi khảo sát kiểm tra tiến độ xây dựng nông thuộc mới kiểu mẫu tại xã Tân Ân. Thời gian qua, xã Tân Ân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua hỗ trợ vốn cho người nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 78,76 triệu đồng một người một năm, Đồng thời, xã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng song song với việc xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp với tổng nguồn kinh phí trên 44,5 tỷ đồng mở rộng. Trong 3 năm qua, trung bình mỗi năm xã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ thủ tục hành chính với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%. Lãnh đạo quyền Cần Đức đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm và có sự tập trung cao trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tăng cường phối hợp giữa các ngành của quyện chào quỹ bao nhân dân xã tân ân trong từng tiêu chí cụ thể song song đó xã cần hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ khoa học và chi tiết theo từng tiêu chí để đảm bảo cho công tác thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định